Vẽ tóc xăng như này dễ nè, chỉ cần vài nét uốn lượn là xong. Đùa đấy, đừng làm thiệt nha. Cách thứ nhất, vẽ hai đoạn thẳng dài, càng xuống dưới càng hẹp lại. Vẽ tiếp các đường cong uốn lượn trong hai đoạn thẳng đó, uốn lượn thêm một đường cong song song nữa, nối hai đường lại với nhau lại ra được lọn tóc xăng như này nè. Ok, qua cách thứ hai nha. Tụi mình vẽ một đường cong tự do, rồi vẽ thêm chi tiết vào cho ra dáng của lọn tóc. Cách này mình thấy sẽ khó hơn đối với những bạn mới tập vẽ, nên cân nhắc nha. Sổ vẽ mình đang dùng là Premium Edition của thương hiệu sổ vẽ ông mặt bự nha. Ông mặt bự được biết đến từ những tài liệu vẽ vời, hội họa được gom gọn trong một cuốn sổ. Anh mới học vẽ mà riêng em này về là chuẩn bà luôn, rủng rỉnh lì xì tụ ngay sổ nhà ông.